Tôi chỗ công ty cổ phần vật tư nông nghiệp hội nhập tỉnh Long An, Việt Nam. Coi như là tôi làm đại lý của nhà phân phối của công ty Arica đã rất nhiều năm qua. Công ty Arica làm coi như là hội thảo quảng bá chính sách được trên TV và tới tay người nông dân rất là rõ ràng, coi như nông dân rất biết cái hàng của Arica thì rất là tốt và uy tín chất lượng. Nhưng bằng là cái phần mà nhà phân phối như của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp hội nhập ở Long An á, thì nó rất là coi như bị bán phá giá, thành ra cái lợi nhuận cũng rất là thấp, thành ra do đó mà công ty á có cái chiều hướng nào sẽ tốt hơn để mà giảm bớt được cái phá giá đó.